Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Huyền sẽ làm món tét chiên bột cho cả nhà Huyền ăn ha. Huyền sẽ dùng cái bột bánh khọt Huyền chiên cả nhà. Huyền có tét tét này nè cho các bạn xem. Đó, tét nhỏ 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 này cả nhà. Cái này là Huyền để ra hôm nay ngày thứ hai rồi, để trong cái tủ lạnh cho nó rã đông á. Mà để cái bộ hơi quá cho nên nó hơi đỏ đỏ nha. Đó, nó không có tươi bằng hôm bữa nữa ha. Thì Huyền không có dùng bột chiên giòn mà Huyền sẽ dùng bột bánh khọt, tại vì bột này ở nhà Huyền còn nhiều nè, với cái bột này nó cũng khui sẵn á, Huyền sẽ trộn nó. Dưới hôm bữa đây có cái trứng mà Huyền lỡ đặt ra đó, cho hết vô. Một bọc này là Alex Huyền nó ăn hết luôn á, nó thích ăn cái này lắm. Với lại Huyền cũng thấy ăn cái này nó không có vỏ nhiều á cả nhà, cho nên con nít nó ăn không có sợ nó bị mắc gỗ. Alex Huyền thì hảo cái này nè. Chứ Huyền có mấy cái chả giò nữa thì Huyền chiên hồi để cuốn với lại bánh tráng bún rồi ăn ha. Với hôm nay Huyền sẽ làm nem nướng nha cả nhà. Đó, thịt này thì Huyền để đông đá nè, bây giờ Huyền để cho nó hơi tan ra chút xíu để Huyền xay Huyền làm giò sống á, để làm vô trong nem nướng. Còn bây giờ thì Huyền sẽ quay tới cái này đây. Huyền rúi vô thẳng như nè, chút cho chút xíu hạt nêm vô đó cho cái vị nó đậm đà. Ôi trời, nó đặc luôn rồi. Anh Hùng á, ban đêm á Huyền để hai cái trứng ở ngoài, cái ảnh tưởng nó là trứng này luộc rồi, anh đập ra anh định ăn xong rồi nó chảy tắt lét á. Đó, giờ mình còn cái trứng này cho nó vô luôn đi, cái trứng kia nó bị đặc quá rồi. Trộn lên trong cái con tép nhỏ này nè, Huyền rửa kỹ lắm, Huyền hốt ra từng nhúm để giống như để qua một bên đó, mà cũng còn ốc nữa thế cả nhà. Đợt này sao Huyền mua cái dĩ này nó không có mấy con ốc này nhiều quá, nãy giờ Huyền lựa ra cũng nhiều á, giờ thấy nó còn sót con nữa kìa. Huyền thấy bỏ nhiều bột có ăn sẽ dễ ngán á, nên là Huyền bỏ ít. Đã nước sôi rồi thì Huyền sẽ trụng bún nha cả nhà. Ăn món này thì nhanh lắm các bạn, nguyên chút xíu rồi nhanh lắm. Bây giờ mình chuẩn bị chiên tôm này cả nhà. Với lại hôm nay mình cũng lấy chút xíu nấm, mình chiên nấm chiên bột thử nha. Hôm bữa có bạn nào nhắc mình á, nhưng mà mình chưa có làm thử món đó. Đây nè, mình lấy một chút xíu nấm mình rửa, rồi chút nữa mình cũng sẽ nhúng bột nó, mình chiên thử cho nó ra sao. Thường thì mình hay làm như vậy nè cả nhà, ít bột như vậy á ha. Thứ nhất là mình chiên nó không có ngấm dầu, ăn nó không có ngán. Cả nhà thấy không? Ngon lắm. Giờ mình sẽ chiên đó. Cho nó vừa có đủ bột để nó bện lại với nhau là được rồi. Nó kết dính với nhau lại là được rồi cả nhà. Các bạn chiên thử, các bạn quậy bột nhiều á, chiên cái đầu hả? Nó nông dầu vô đó ăn ngán. Cái này là do Huyền đổ cho nhiều dầu Huyền lỡ tay á, chứ thật ra các bạn đổ chút xíu dầu cũng được rồi. Mà tại vì Huyền muốn lấy cái này, cái dầu này chắc Huyền chiên chả giò luôn, chiên vài cuốn chả giò là ăn kinh đó. Chừng vào cái giấy này.
Giòn ngon các bạn. Huyền thích chiên cái tép nhỏ thì hơn tép lớn ha. Một một dĩ như vậy là hình như 225 gram tép vậy á, thì mình chiên chắc được 7 miếng rồi cả nhà. Đây là cả nhà, Huyền chiên xong rồi nè ha. Huyền thử Huyền chiên nấm với lại nhúng bột chiên á. Đó, lại có mấy cái chả giò nè. Mấy cái chả giò này hôm bữa cái tủ đá của Huyền nó tan á, cái xong Huyền lấy Huyền bỏ vô tủ lạnh cả nhà, cái nó mềm á, cái nó đè với nhau nó mốt méo hết. Đó, xong rồi ha. Thì hôm nay Huyền sẽ ăn với lại bún rau sống nha. Anh muốn cuốn hay là làm tô cho anh ăn? Làm Ừ, tô ha. đồ rác nữa. Ok. Không đóng cửa. Ừ. Cái chả giò này cả nhà. Chả giò. Đây của Alex dân tên. Ừ. Wow, bữa nay Alex được ừ. Này tôm á. Alex được cô giáo khen hả? Nấm chiên à, để lấy nấm vài cái nấm chiên thử rồi ăn coi nó ra sao ha. Đó cả nhà, xong rồi cái Huyền chan nước mắm lên ăn thôi. Huyền có làm nước mắm sẵn lúc nào cũng để một hũ trong tủ lạnh á. Ngon không? Mừng quá bển. Một nước mắm nè. Chan nước mắm với cả nhà. À, Huyền cho cả nhà coi nè. Đó, Huyền làm nước mắm nè. Để dành ăn bún, ăn cơm sườn gì có ăn hết cả nhà ha. Mời cả nhà. Ăn xong rồi với Hùng xuống dưới cắt cắt chút xíu mấy cái cây ra bỏ rồi đem đi đổ rác cho cả nhà. Mà đổ rác bây giờ bên đây á là các bạn phải tải cái app mới đi đổ được. Ồ không, là nó không cho vô cửa. Nãy giờ Huyền ra Huyền cắt mấy cái bông mà nó tàn đổ ngoài vườn xong rồi cả nhà, mấy ngoài này nè. Đó, còn bây giờ thì Huyền vô Huyền làm nem nướng. Một cái phần thịt này á, Huyền để cho nó đông đá xong rồi bây giờ Huyền sẽ xay, Huyền làm giò sống nha các bạn. Xay kiểu giống như làm chả lụa vậy đó. Nhưng mà hồi nữa thì Huyền cũng sẽ trộn với lại thịt ha. Mình làm nem nướng thì như vậy nó mới ngon, nó mới dai. Giờ mình sẽ bỏ vô nè. Nó còn phải dẻo dẻo vậy nè cả nhà, xé ra được đó. Bỏ vô rồi xay. Đáng lẽ là đi mua mua giò sống làm sẵn á, nhưng mà hôm bữa mình đi siêu thị kia nó không có, cho nên thôi mình mua thịt nhiều về mình tự làm. Alex, cô làm gì vậy Alex? Khi mình xay như vậy rồi ha, bây giờ tới mình cho nó vô bọc, mình cho vô tủ đá lần nữa các bạn. Mình sẽ xay thêm lần hai nữa ha. Nè. Để cho nó hơi dẻo một chút nữa. Thật ra như vậy cũng được rồi nè, nhưng mà mình muốn cái cây nem của mình nó dẻo, nó dai hơn chút ha. Cắt như vậy rồi hồi mình sẽ cắt cho nó nhỏ lại nữa nha cả nhà.
Đây tụi Huyền mới mua cái này nè cả nhà. Đó mới ráp xong này ha. Huyền với anh Hùng ở nhà bây giờ rảnh quá không biết làm gì cái thay đổi. Đó còn cái bàn đen á là tụi Huyền đem ra đây rồi, để quay cho cả nhà coi nè. Huyền đang làm đem nướng mà phải chạy đi khiêng tiếp anh Hùng. Đó. Cái tủ đen tụi Huyền đem ra đây. Này cho cả nhà coi nè. Bữa anh Hùng anh mua cái kính, anh thích để cái kính ở đây nè. Đó. À, vài bữa tụi Huyền sẽ mua cái gì tụi Huyền trưng lên để cho nó đẹp á cả nhà. Noel sắp tới rồi. À, bây giờ thì anh Hùng anh xuống anh lấy củi anh chất vô cái chỗ hỏng này nè, cái chỗ trống này nè. Thật ra cái tủ này là hồi xưa người ta để cái hồ cá cả nhà. Để cái hồ cá đó ha, rồi cái cô đó cũng bán cái này cho Huyền. Huyền á thì Huyền tưởng nó làm nó là cái tủ mình để trong kho mình để được nhiều đồ á, nhưng mà thật ra để không có được nhiều. Đó. Nè. Đó phía sau rồi nó hở như nè. Cho nên là Huyền nói thôi đem ra đây để dành mình trưng đồ vậy, tại vì cái tủ này nó chịu được nước á, chịu được ẩm á. Rồi tụi Huyền mua cái mới để trong kho. Đó thì Huyền mua cái này nó có 4 cái hộp. Bốn cái hộp nè. Bây giờ Huyền sẽ đem nó vô trong, Huyền dọn dẹp xong rồi ra làm nem nướng tiếp. Đó. Với lại chờ thịt cho nó hơi đông đông chút á cả nhà, hơi đông đá chút á. Đó cái tủ này thì nó có 4 cái hộp á các bạn. Cái hộp này thì Huyền để đồ linh tinh cũng được. Đồ linh tinh vô cho nó gọn. Đây nè, hồi mới chất ra là đồ chơi được của Alex, chắc Huyền sẽ dục bỏ bớt á, cho nó gọn lại. À, đây nè, Huyền cho cả nhà xem này ha, cái này Huyền xay nè ha, còn thịt này là Huyền để nguyên nè, mỡ nè, à, hành tỏi thì Huyền bầm sẵn đây nè ha, đó. Bây giờ Huyền sẽ trộn chung nó lại. Đây nè cả nhà, nãy giờ Huyền trộn lại với nhau rồi ha. Xong rồi Huyền bỏ vô trong cái máy đánh bột này, Huyền đánh á. Đánh cho nó đều với nhau á, tại vì nó nhiều quá trộn tay nó không có đều cả nhà. Đó mà bên Huyền bây giờ cũng tối rồi, cho nên là Huyền sẽ cho nó vô tủ lạnh. Với phần để cho gia vị nó tan ra đó, ngày mai Huyền sẽ bắt vô trong cái cây ha. Nắng vô trong cái cây á. À, thì nem nướng này thì Huyền cũng quay nhiều lần cho cả nhà xem rồi, cho nên là Huyền cũng không có quay lại nữa. Bây giờ thì dẹp cái chiến trường này. Cái máy này Huyền xay xong rồi, cái Huyền dùng cái que này Huyền trộn nó nè. Đó, que chữ K đó. Với vài bữa nữa thì tụi Huyền cũng sẽ có khách. Huyền cũng sẽ quay cho cả nhà xem cho vui nha. Cuối tuần này các bạn. Bây giờ thì bên Huyền mới có đầu tuần thôi. Huyền làm nem nướng ở đây là cũng để đãi bạn anh Hùng á. Bạn anh Hùng xuống chơi. Hồi đó tới giờ thì nhà Huyền mắc đi làm đồ nhiều. Bạn bè của anh Hùng không có ai đến hết á. Thứ nhất là tụi Huyền không có thời gian, các bạn đi làm tiệm á thì các bạn biết á, cuối tuần nó khách đông lắm. Rồi bây giờ tụi Huyền rảnh rỗi này, cho nên là anh Hùng có bạn bè muốn tụ họp lại á. Thì mấy anh bạn ở Việt Nam hôm bữa gặp đó cả nhà, anh Trí rồi đó, với lại mấy anh bạn còn ở bên Na Uy nè. Đó, đến chơi. Nhà Huyền hồi đó giờ không có khách, cái nhà ít lắm, chỉ có Hầu Quy với lại ba đồ qua chơi thôi, chứ cũng không có ai hết. Huyền là bên đây Huyền không có bạn rồi đó. Huyền lo đi làm, con Huyền không có bạn bè gì hết trơn á, chỉ có anh Hùng với Alex thôi à. Còn những cái bạn đó của anh Hùng thì anh Hùng chơi từ nhỏ đến lớn á. Đó thì bây giờ bạn bè tụ lại chơi thì cũng ngay cái dịp Halloween luôn á cả nhà. Ngay cái dịp Halloween luôn á. Đó thì bây giờ Huyền sẽ cho cái này vô tủ lạnh, ngày mai Huyền làm tiếp. Rồi Huyền sẽ dọn dẹp cái chiến trường này quá chừng rồi. Huyền với anh Hùng ăn bún chập hai nha cả nhà. Hồi lúc chiều á, lúc trưa chứ, Huyền chiên cái nấm này nè. Cái kiểu nó không có được giòn lắm á cả nhà, ăn nó hơi ngán nha. Nhưng mà bây giờ cái Huyền bỏ vô trong cái nồi chiên không dầu á, cái Huyền chiên lên, trời nó giòn khấu ăn đã cả nhà.
giòn khấu luôn á. Các bạn nghe hả? Ăn nó giống thịt, cái kiểu nó dai dai á các bạn, ngon hết sợ luôn á. Chiên ở trong chảo thì nó thường thấy nó không có được giòn vậy mấy, tại chiên lâu quá cái thường lấy ra ăn à, thì cũng ngon vậy nhưng mà giòn lên gì ăn ngon hơn. Cái này là Hường làm hôm qua, hôm nay mới có thời gian nắng nè cả nhà. Chắc vô đây ha. Cái này Hường làm là để cuối tuần này Hường đãi khách nha. Nhà Hường mười mấy năm rồi mới có khách. Ngoài gia đình chính tắc ra thì không còn ai nữa. Đi làm không. Đi làm không mà hôm bữa rủ ông ba, tưởng đâu rồi từng đòi ông ba qua mà rút cuộc vì lý do sức khỏe không có qua được. Như là ông ba cũng gần đi về Việt Nam rồi. Hẹn ông ba với dì Hoàng á đi uống cà phê đó, rồi xong rồi cái sao ông ba cũng có chút trục chặt cho nên là không có qua được ha. Đó, còn này là Hường dắt nem nướng nha cả nhà. Hôm nay mình để tủ lạnh cái bắt đầu nó dẻ thịt lại á. Có chị hỏi Huyền á, tại sao phải bỏ giò sống trong đây, không có giò sống được, không có giò sống thì nó không ngon các bạn, không có giò sống ăn cái thịt nó bở lắm, nó không dai giòn. Phải có giò sống mới được. Đó, dắt nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ. Trong phu chứ. Trong phu chứ, trời hôm qua em cũng làm quá trời luôn. Một cây như vậy nếu mà bán ở đây chắc cũng 50-60 ngon. Không biết. Cho nên khách được ăn cái này là quý lắm đó. Chứ đây đâu phải dễ làm, nó phải có thời gian. Hôm bữa hình như em trộn gia vị chưa đều với chị trời. Đó, nhắc nó cũng ngon. Ông là ông la ông kệ, ông kệ là ông la dữ quá cả nhà ơi. Đó, xin chào cả nhà. Sáng giờ gia đình nhỏ trưng trí cái phòng này nha cả nhà. Đó, mình mới trưng trí lại cái phòng này nè cả nhà, ấm cúng không? Thứ bảy này mấy đứa bạn ở Oslo xuống thăm gia đình nhỏ cho nên mình sẵn dịp ngày Halloween nè, mình trưng bày cho Alex nó chơi luôn ha. Đó. Đây cũng có cái lò barbecue này, mình nướng ở trong nhà nó ấm. Cái này là cái phòng ở ngoài nha cả nhà, chứ không phải là ở trong phòng khách của mình ha. Phòng này là phòng gọi là phòng mùa đông. Còn phòng khách nhà mình ở trong đây nữa, mình đóng lại đây mình ăn uống ngoài này thì nó không có ồn ở trong. Mình ngồi đây mình ăn uống, mình hát karaoke rồi thì cũng thoải mái nè. Nó không có phiền ở bên trong ha. Đó, hình như mình còn thiếu vài món nữa, để mai mốt mình trưng thêm nữa là nó sẽ đẹp luôn.